Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Ngỗng sư tử là loại gia cầm có khả năng tăng trọng rất nhanh. Chỉ sau từ 10 đến 11 tuần tuổi, khối lượng cơ thể tăng gấp từ 40 đến 45 lần so với khối lượng cơ thể lúc mới nở. Với ngỗng khi được nuôi bằng thức ăn hỗn hợp thì tốc độ lớn sẽ là kỷ lục. Song nếu nguồn thức ăn chỉ là cỏ, rau xanh và các loại củ hạt do ngỗng tự tìm kiếm hoặc nuôi nông hộ chỉ cho ăn hạn chế thì ngỗng vẫn phát triển bình thường nhưng chậm hơn. Ngỗng có thể sử dụng rất hiệu quả thức ăn xanh. Con ngỗng được ví như một cỗ máy xé cỏ, khả năng vặt cỏ của ngỗng là tốt hơn bò. Ngỗng có thể vặt tận gốc cây cỏ, cả phần củ rễ, ngỗng ăn tạp các loại cỏ và không chê cỏ non, cỏ già, cỏ dại. Từ cỏ chanh đến lục bình, ngỗng đều ăn được. Ngỗng sư tử sinh sản theo mùa vụ, vụ đẻ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Trứng có khối lượng khá to, nặng từ 160 đến 180 gram. Ngỗng cái đẻ trứng lúc 8 đến 9 tháng tuổi. Tuy vậy, những con nở sớm vào vụ xuân có thể đẻ sớm hơn do nhận được ánh sáng dài ngày hơn. Thời tiết ấm dần lên và thành thục sớm hơn. Chúng có sức đẻ rất lớn, từ 50 đến 70 quả trên năm. Ở Việt Nam, nhu cầu của những phụ nữ mang thai muốn trứng ngỗng bồi bổ với mong muốn con sẽ thông minh, khỏe mạnh là rất cao nên trứng ngỗng giá khá đắt. Ngỗng sư tử là giống ngỗng nhà bắt nguồn từ Bắc Trung Quốc và Siberia. Ở Việt Nam được nuôi ở nhiều nơi thuộc đồng bằng sông Hồng và tập trung ở tỉnh Hà Tây, này là ngoại thành của Hà Nội. Tại Việt Nam, chúng được đưa vào từ rất lâu, cho đến nay nó gần như là một giống nội, có sản lượng thịt cao hơn hẳn với ngỗng cỏ và được xem là giống ngỗng quý và nằm trong danh sách các loài cần bảo tồn nguồn gen. Ngỗng sư tử có tầm vóc cao to, trông dữ tợn, có lông màu xám, đầu to, mỏ đen thẫm, mào màu đen, mắt nhỏ và có màu nâu xám. Phần trên cổ có yếm da, thân hình dài vừa phải, ngực dài nhưng hẹp, xương to và nặng nhưng thân thịt màu hơi trắng, mỏ và chân màu đen, thân ngỗng có hình chữ nhật, ngực nở và sâu, bụng vại. Bộ lông của ngỗng sư tử có màu xám thẫm, chiếm phần lớn số con trong đàn. Một số con có lông trắng và nâu. Khi trưởng thành, con đực nặng tới 6kg trên con cái nặng tới 5kg trên con. Mào là một khối thịt nhô lên ở phần trán. Màu nâu đen giống như bẩm sư tử, mào con mái nhỏ hơn mào con trống, cổ dài và to. Phần trên cổ có một vệt lông đen từ đầu đến thân, ở dưới có một yếm da thừa, cánh, lưng, cuốc đuôi và hai sườn màu xám đá. Lông ở ngực, bụng màu trắng phớt vàng đất. Đặc điểm thực quản của ngỗng sư tử mỏng nên khi nhồi béo dễ bị xây sát và vỡ thực quản. Vì vậy không dùng ngỗng này để nhồi béo. Ngỗng sư tử có tính dữ tợn nhất là những lúc tự vệ. Ngỗng có sức đề kháng tốt, ngỗng sinh trưởng và phát triển nhanh, thích nghi tốt với điều kiện thiên nhiên nhiệt đới. Ngỗng sư tử ở Việt Nam đã bị pha tạp nhiều. Chúng thích hợp với phương thức chăn thả trên đồng bãi như ngỗng cỏ. Chọn giống. Chọn ngỗng phải nở đúng ngày, khối lượng từ 85 đến 100g trên con. Lông bông, mắt sáng, không hở rốn, dáng đi vững vàng, nhanh nhẹn. Có nhiều giống ngỗng, ngỗng trắng, ngỗng xám vằn, loại chân thấp chân cao. Nếu nuôi ngỗng đàn nên chọn những con lông xám hoặc vàng chân to, nhìn chúng đi khỏe, chịu kiếm ăn. Khi ngỗng mới nở chọn những con có bộ lông mịn sáng, lỗ hậu mồn gọn, khô, mắt sáng, đi lại nhanh nhẹn, ăn uống bình thường. Với ngỗng cái chọn con có mắt to, đen, sáng, cổ nhỏ, dài, ngực gọn, mình dài, bụng dưới nở nang, vào cầu to. Những con loại này đẻ tốt, mắn đẻ, ấp khéo. Đối với ngỗng đực chọn những con có cổ ngẩng cao, ngực nở, hai chân cao bước gọn, vững chắc, thân mình dài cá chấm, lỗ hậu môn màu hồng. Về nguồn thức ăn của ngỗng sư tử rất đa dạng, bao gồm nhóm tinh bột như gạo, ngô, các loại ngũ cốc. Nhóm thức ăn thô xanh bao gồm cỏ tự nhiên, cỏ gà, cỏ mật, cây gỗ búa, khoai lang, khoai tây hay cà rốt, củ cải, bầu, chuối. Thực phẩm giàu đạm như đậu nành, đậu phộng, lạc, đậu xanh. Nguồn đạm động vật như bột cá, bột huyết, bột thịt xương, bột tôm. Nhóm thực phẩm chứa nhiều khoáng và chất vitamin như bột hàu, trứng hàu, đá vôi, bột xương động vật, chất khoáng.
Đối với thức ăn thô xanh, bà con có thể để đồng cỏ tự nhiên đã quy hoạch xung quanh chuồng hoặc thu hoạch cỏ mang về nhà. Cỏ tươi được bỏ vào máng ăn hàng ngày cho ngỗng. Nuôi với quy mô đàn lớn, người ta có thể dự trữ bằng cách ủ xanh thức ăn. Cách này giúp giá trị dinh dưỡng đỡ hao phí, góp phần tăng khả năng tiêu hóa nhờ các vi sinh vật có lợi. Đối với thức ăn tinh, cách phổ biến nhất là ép cám thành viên nuôi ngỗng, nghiền các nguyên liệu để tạo thành bột, sau đó trộn chúng với nhau theo tỷ lệ và độ ẩm thích hợp. Cám sau khi ép ra rất chắc và tỷ lệ dinh dưỡng đồng đều. Vì vậy bà con không cần mua cám bên ngoài mà vẫn có thể giúp ngỗng ăn ngon. Ngỗng cần tiêu hóa hàm lượng chất xơ cao hơn so với các loại gia cầm khác. Vì vậy bà con cung cấp cho chúng nhiều thức ăn thô xanh và rau hơn mỗi ngày. Chăm sóc và nuôi dưỡng ngỗng sơ sinh đến 4 tháng tuổi. Một tháng đầu tiên quầy úm ngỗng con bằng đèn sưởi lồng và úm gà, sử dụng bóng điện từ 75 đến 100W trên 1m², mật độ thả từ 30 đến 40 con. Nhiệt độ giảm dần từ tuần 1 đến tuần thứ 4, tuần 1 là từ 32 đến 35 độ, ở tuần thứ 4 mức độ là 23 đến 25 độ theo nhiệt độ môi trường. Khẩu phần thức ăn của ngỗng con 70% là thóc viên, 15% cám, 5% protein động vật, 8% protein thực vật, 2% thức ăn bổ sung. Nhưng 1 đến 2 lần đầu tiên không cho chúng ăn protein động vật, dùng xà lách, rau diếp, cỏ non thái nhỏ trộn cùng cám gạo cho ngỗng ăn. Ngỗng hậu bị, cộng thịt. Tuy tầm vóc to lớn nhưng ngỗng này lại có thực quản mỏng. Nếu nhồi vỗ béo quá nhiều, thức ăn sẽ khiến thực quản dễ bị xây sát, thậm chí là vỡ thực quản. Vì thế, chúng không thích hợp để nuôi nhồi vỗ béo quá nhiều giống như ngan. Tiến hành vỗ béo cho ngỗng từ sau 50 ngày tuổi. Yêu cầu chúng nuôi yên tĩnh, độ ẩm từ 75 đến 80%. Cho chúng ăn thức ăn giàu dinh dưỡng và nước sạch. Sau 10 ngày đầu vỗ béo, chúng phải luôn được ăn no đủ. Khi đạt mức béo vừa phải, cho thức ăn ngon, giàu dinh dưỡng. Thời gian vỗ béo ngỗng trong khoảng 15 ngày, không nên kéo dài thời gian vỗ béo. Nếu không thì tỷ lệ tăng trọng cũng thấp và năng suất kém. Trường hợp nuôi ngỗng hậu bị đẻ trứng lấy con giống, không áp dụng phương pháp vỗ béo, chọn tỷ lệ chống mái 1:4 hoặc 1:5. Giai đoạn này chủ yếu là nuôi cầm xác, tránh để chúng béo lên. Nếu điều kiện nuôi và nguồn thức ăn đủ, giàu dinh dưỡng thì sau 1 tháng, chúng đã lớn gấp 20 lần lúc mới nở. Những kinh nghiệm trên sẽ rất hữu ích cho bà con trong việc chăn nuôi ngỗng sư tử. Hãy thường xuyên theo dõi kênh của chúng tôi và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kỹ thuật chăn nuôi gia cầm mang lại hiệu quả cao.